Ơi hai cả nhà ơi, Văn Quý xin kính chào cả nhà YouTube thân mến nha. Cả nhà ơi, hôm nay Văn Quý tiếp tục là Văn Quý ăn món chay cả nhà. Tại vì Văn Quý đi vào khu ẩm bán món chay, Văn Quý thấy có món chay này cũng rất là ngon, thôi Văn Quý ăn mua chay luôn. Ai một phần như vậy, cả nhà, với lại Văn Quý mua thêm một cái ly Coca nè, Coca đó là tổng cộng là 48.000 cả nhà. Đấy, Coca rất là ngon cả nhà. Ngày hôm qua thì là chủ nhật á, thì có Coca lon rất là ngon mà hôm qua bán hôm qua hôm nay là không có, hôm nay chỉ có này nước ly không ở nhà. Đấy. Thì món chay thì Gia Quý thấy có mà mì cha mì xào với lại nui xào mà thôi Gia Quý hôm qua Gia Quý ăn nui rồi, thôi Gia Quý sẽ bữa nay Gia Quý mua cơm. À, sáng giờ Gia Quý không có ăn sáng nữa. Mời quý mua cơm để coi món chay có gì nha. Món chay này là có đậu hũ nè cả nhà. Đấy. Có đậu hũ nè. Rồi củ cải đỏ nè. Với lại củ que, với lại nấm. Cái này đậu que nè cả nhà. Đấy. Thì cái này là người ta bán là một căn ký 100 gram cả nhà. Cái này hồi nãy là Văn Quý mua là 200 gram. Như vậy là cũng đủ một phần cơm rồi cả nhà. Đấy, ở nhà ở giúp ơi, đúng rồi, đây có canh chua cả nhà, canh chua chay nè cả nhà. Canh chua chay này cũng có đậu hũ này, rồi bạc hà, cà, với lại giá cốm. Và cái phần này canh chua này chỉ có 11.000 cả nhà. Đây, một cái phần một hộp như vậy chỉ có 1.000 thôi. Đấy, rất là ngon, món chay rất là ngon cả nhà. Rồi cả nhà ơi, Văn Quý mời cả nhà dùng cơm chay với Văn Quý nha. Hôm nay là đầu tuần thứ hai cả nhà ơi. Đấy, mời cả nhà nha cả nhà. Đấy, bây giờ Văn Quý ăn thử một đậu hũ nha. Đậu hũ Văn Quý sẽ chấm tương. Chấm tương. Đấy. Cái món đậu hũ kho này cũng rất ngon cả nhà. Đấy. Cái nước sốt thì cũng rất là ngon nha cả nhà. Đấy. Đậu que cả nhà, đậu que nè. Que. Tại Văn Quý đi có mình nè. Văn Quý đi có mình là cho nên là cái camera không có quay Văn Quý được. Thế mà có bạn Văn Quý á, Văn Quý kêu bạn Văn Quý cầm cái camera giùm Văn Quý. Còn này Văn Quý chỉ có một tay thì cầm camera, còn một tay thì cầm đũa. Cho nên là Văn Quý không có quay Văn Quý được. Văn Quý chỉ quay được món ăn thôi ở nhà. Đấy. Đấy. Nấm nữa cả nhà, nấm mà. À, Văn Quý mua cái mua hàng này nhiều quá. Chứ nếu không thì cả nhà mua một phần này 11.000, lại một hộp cơm trắng 5.000 là 16.000. 16.000 là chúng ta phải mua thêm 10.000 này là được rồi. Văn Quý mua nhiều quá, Văn Quý mua tới 16.000 rồi. Mà Văn Quý thích nhất là uống Coca cả nhà. Uống Coca này nè, nó rất là tiêu, rất là ngon cả nhà. Đấy. Đây là khu ăn uống mà hôm nay là hơi vắng đó nha, hôm nay đầu tuần hơi vắng hơn hôm qua rất là đông. Hôm qua Văn Quý vào trễ hơn giờ này, hôm qua tới 10 giờ mấy Văn Quý vào đâu à, đúng rồi, hơn 10 mấy luôn á. Thì còn rất là nhiều bàn trống thì chúng ta có thể đến đây mà mua sắm ăn uống cả nhà. Đấy. Mời cả nhà nha cả nhà ơi. Canh nữa là cả nhà, canh rất là nhiều luôn.
canh đậu hũ nè. Hồi lúc trước á, lúc mà tết đó cả nhà, lúc mà tết đó cái dân quý, lúc qua dân quý đi ra ngoài đường Hoàng Nguyễn Huệ á, cái dân quý mua cơm này nè, mua hai phần cơm rồi với lại canh với lại món mặn, dân quý đem ra ngoài á. Tại vì á, ở ngoài quận 1 á, nó bán giá rất là mắc, giá bán rất là cao, nên là dân quý mua bữa giờ nó rẻ. Bữa dân quý mua như là 4 chai nước luôn á, 4 chai nước mà có hình như là có hai mấy ngàn à. Còn nếu mà chúng ta ra ngoài chúng ta mua thì một chai 20, mười mấy 20 ngàn luôn á. Tại vì đó, quận 1 á, là cái khu mà gọi là khu đất vàng á cả nhà, cho nên là bán là cái đồ ăn nó, cái giá nó rất là cao hơn ở đây. Thì những quận như là Bình Tân, Bình Chánh thì sẽ bán rẻ, còn càng đi vào trung tâm thì sẽ càng mắc. Mà tôi thấy ở ngoài đó có những bạn bán dạo rất là nhiều, bán món ăn vặt á, mà đô thị người ta không cho bán. Có những mà bạn bán cái mà bong bóng á, bóng bay ở cả nhà, cái bị đô thị lấy hết luôn á. Thì nhưng bữa đó nhân quý thấy tại vì là đường phố đi bộ thì rất là đông, nhưng mà buôn bán như vậy sẽ lấn chiếm lòng lề đường á, cho nên là các mà xe đô thị người ta không cho bán. Mỗi lần mà đô thị tới thì những cái người bán hàng đó là bỏ chạy như đó không vậy á. Hồi đó dân quý cũng bán á, hồi đó dân quý cũng bán rượu sáng, dân quý cũng bán á, mà xong rồi cái dân quý bán hả mà bị đô thị người ta không cho bán, tại vì mình bán là sẽ lấn chiếm lòng lề đường á, mình không có chỗ bán, mình để mà mình bán dọc đường thì sẽ gây là người ta nói là sẽ gây cản trở giao thông á. Thì lúc đó dân quý bán á cũng rồi thôi, thời gian thôi dân quý không bán nữa, tại vì cứ bị đô thị đuổi hoài. Mà mình nếu mà mình muốn có chỗ bán là mình phải thuê một cái chỗ thì nó rất là mắc, cho nên là không, dân quý không có thuê được, cho nên thôi dân quý không có bán. Lúc đó dân quý thấy người ta bán cái dân quý bắt trước dân quý đi bán, mà có nhiều người ta bán hết sớm thì người ta không có ít có bị đô thị gặp đô thị. Tại vì có những bạn sinh viên á, nhưng mà sinh viên hay bán đồ ăn sáng ở nhà, dân quý đi dọc đường dân quý thấy rất là nhiều. Có bạn sinh viên á là người ta bán giống như là người chủ người ta mướn bạn sinh viên đó để mà bán đồ ăn sáng á, giống như là bán dưới thấy là thường hay bán bánh bèo hay là bán cà phê đấy. Ở ngoài đường Kinh Nhân Dương này nè, chúng tôi thấy cũng có mấy bạn sinh viên hay đứng bán buổi sáng. Thì lúc mà không có đô thị thì mấy bạn đó để ra bán, còn mà có đô thị thì các bạn dọn vô vậy. Tại vì không có chỗ bán nên mấy bạn mới bán như vậy đó. Không có chỗ mà mình, nếu mà mình bán, tại vì bán thì cũng không có lợi nhiều, mà thuê mặt bằng thì nó mắc quá. Thuê một cái chỗ rồi đâu phải cho đất Sài Gòn này chúng ta muốn thuê mặt bằng đâu phải dễ, không phải ít tiền đó nha. Đấy, mặt bằng ở trong hẻm thôi đó là cũng tầm khoảng, nếu mà buôn bán cho trên nhỏ thôi đó, là cũng khoảng mấy trăm ngàn một ngày đó nha. Đấy. Rồi cả nhà ơi, gia quý mời cả nhà nha. Cơm nó nguội, của gia quý nó nguội hết rồi. Chân quý thích đi vào ngồi ăn rồi cả nhà, cái không gian của mình nó mát mà nó có thể thoải mái. Đây tàu hủ nha cả nhà, tàu hủ chấm nước tương. Lúc mà còn nhỏ chân quý thích nhất là ăn mấy món tàu hủ chiên này nè, tàu hủ chiên rồi cá viên chiên. Lúc đó hả, có mẹ chân quý còn sống á, cái có mấy xe cái dân chiên nó đậu gần chỗ mẹ dân quý bán đó, cái dân quý đòi ăn dân quý. Mà lúc đó mẹ dân quý là thương dân quý lắm, dân quý đòi món gì mẹ dân quý cũng cho hết á, tại vì mẹ dân quý rất là cưng dân quý, có mình nên là mẹ dân quý rất là cưng, rất là thương, cho nên là người ta nói là đòi gần nào được gần đó đó. Cho nên là dân quý từ chỗ đó mà dân quý thành người ta nói là mẹ cưng quá thành ra là hư luôn đó. Tại lúc đó chú Quý còn nhỏ, chú Quý không có biết chuyện, chú Quý nhỏ lắm, còn nít lắm. Rồi đầu cái nào cũng vậy,
khi mà đi ăn á cả nhà, lúc mà đi ăn lúc đó là Giang Quý thấy người ta bán chè, mà chè Cung Đình Quế á, chè của Cung Đình Quế nha, mới mở ra, thì Giang Quý cũng xin tiền mẹ xin cho bằng được, cũng phải mới thôi. Lúc đó là cái ly hình như bán cũng mắc lắm cả nhà, mà tại vì thấy Giang Quý thấy lạ chè, mà tại vì Giang Quý cũng thích chè lắm, thì cái mà chè ở trong Cung Đình Huế đó chứ, mở chi nhánh ở Cần Thơ á, cái mở ra bán thì Giang Quý đi học gì Giang Quý thấy, Giang Quý mới xin tiền mẹ mà mắc lắm, mà mẹ cũng vẫn cho, tại vì mẹ thương, mẹ cưng Giang Quý cho nên là bao nhiêu tiền mẹ cũng cho hết á. Rồi chạy lên đó mua chè ăn. Nhớ là lúc đó nhớ nhiều cái hả, Giang Quý nhớ là cái mấy cái lúc mà đó Giang Quý thấy nhiều khi thấy mắc cười thật luôn á. Không mà lúc đó mà mình cũng nít quá, muốn giống như là Giang Quý hả, cũng giống như là một người gọi là tâm hồn, có tâm hồn ăn uống á cả nhà. Mấy bạn mà làm chung với Giang Quý á là hay nói Giang Quý là có tâm hồn ăn uống, giống như là lạ cứ làm một chút là ăn, làm chút là ăn. Tại vì Giang Quý á, Giang Quý làm nó hao năng lượng quá đó, ở đó bụng rồi cứ một chút là ngưng lại phải mua gì đó ăn. Lúc đó Giang Quý làm, còn làm ở bên quận 8 á cả nhà. Còn bây giờ thì Giang Quý không có làm ở đó nữa rồi. Rồi cả nhà ơi, món chay của Giang Quý bây giờ Giang Quý ăn thử cà rốt đi, đậu đỏ. Cái gì? Canh chua cả nhà. Mà để Giang Quý hấp thử canh chua. Ai cả nhà ơi, canh chua nha, canh chua chay cũng rất là ngon á. Rồi cả nhà ơi, Giang Quý mời cả nhà nha. Rồi Giang Quý chúc cả nhà có một ngày đầu tuần thật là vui vẻ và an lành. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh YouTube Giang Quý Vlog Cuộc Sống Việt cho cả nhà. Cả nhà ơi, cả nhà ủng hộ Giang Quý bằng cách là ấn like và cho Giang Quý một đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nên đầu tuần thì nó đầu tuần nó hơi vắng đó nha. Rồi Giang Quý hẹn gặp lại cả nhà ở clip kế tiếp nha. Chào cả nhà YouTube.